chơi. Năm bà tuột đi, tại trên nhà có mực tư rồi. Rồi. Mua lẩu. Rồi. Có. Mua hai cho chừng con cá. Cái hai hộp món gì là món gì? Một cá hộp cơm. Cá cam. Cá cam. Ủa món đó là món gì vậy chị? Dạ, cá cam. Không, cái món đó. Cái này nhiều. Nước trứng cút. Cái này 50. Dạ, cái này 50, cái này 50. Hai hộp này chị. Hai đẹp. Cái này à, đẹp. Nướng trứng cút không? Bà đâu rồi? Ủa vậy 200 con gì vậy? Giữ 200. Dạ. Cái hộp 50 luôn á. Cái gì? Cái này 2 hộp. Cái một hộp á hả? Cô ba hãy con này con gì? Con ghê quá à. Cái này là gì chị? Mất là biết rồi muốn mua. Cái này là gì hả? Ốc gì? Ốc gì? Rau mực gì nó mua ốc này luôn đó chị. Ủa chị ngồi đây ăn không? Vậy mua hộp này với hộp này đi. Này hả? Dạ nó mềm anh. Ờ chị có mì lạc này phải không? Mực khô đi. Thử mày thử. Cái này nó mềm mà con bán sao chị? Này bán sao chị? Dạ một loại 25 ký 250 chị. Ký 250 loại 25. Thử đi chị. Đi. Con không bằng cua. Cua ngon. Lấy nữa ký gì? Lấy nữa chị. Ủa nữa anh coi chưa? Cái là cua non. Cua này anh mua cái này á. Ngon không? Đâu đây? Ngon nha. Ngon á. Lấy ký. Lấy ký luôn. Ủa cái này khác hả chị? Không biết em nói là cái món á. Đó là cá keo khoai chị. Cá keo khoai. Dạ con ăn nào? Nè, hình như con nãy con ăn cái này. Nãy hồi nãy chia cái này. Cá cơm non ngon. Một ký cá cơm. Lấy cái nào? Lấy cái này. Lấy cái này vậy? Cái gì? Không bớt hả? Tôi nói cái chị này nói giá bán chị. Giữa năm này nó hạ giá, giữa đầu năm nó bán 26, 27. Con trả bán sao chị? Dạ, trả em còn ít á, lấy cái ký 170, lại em bán 170. Dạ đúng rồi, một ký 170 lại em bán cho 20 ngàn vậy á. Hỏi hỏi chi, mua chi? Mua miếng ăn.